24. Vừa mới tập hợp được mọi người, họ lại muốn điều chỉnh biên chế. Bọn họ đã muốn làm trò gì đó rồi. Tôi còn nghe nói là sẽ gom lại thành một đại đoàn. Vì chẳng phải là giải tán luôn cho rồi. Cậu nghĩ đi, một trung tướng như tôi đi làm đại đoàn trưởng, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Thể diện của tôi không là gì cả, nhưng đây là mặt mũi của quốc quân. Chú Khôi, với quan hệ của chúng ta, chuyện này quả thực là có chút khó làm. Cái này thì chú chưa nghĩ tới. Có chuyện này hỏi cháu. Cháu có nghe nói tướng quân Võ Mộng Tường bị Đảng Cộng sản bắn, đang nằm trong bệnh viện. Vậy chú phải đi thăm một chút. Võ tướng quân là ân nhân cứu mạng của chú mà. Tiểu đồng tử, cháu đi thăm với chú đi. Giờ chỗ cháu nhiều việc lắm, chú xem cháu cũng không dứt ra được. Cũng đúng. Vì chuyện điều chỉnh biên chế, cháu xem rồi làm nha. Đúng rồi, có một chuyện này. Đất mộ của cha mẹ cô giáo Dương chú đã dọn xong rồi, nhưng chọn chỗ hơi xa, hơi hẻo lánh. Chủ yếu là sợ cô ấy thường xuyên đi thăm, tránh cho cô ấy đau lòng. Chú Khôi, cảm ơn chú đã suy nghĩ chu đáo. Chuyện nên làm mà thôi. Triệu Hàng Hiên đã tới Trùng Khánh rồi. Thật sao? Thời cơ báo thù cho chú bà của cháu đã tới rồi. Các chị em, mau tới chào đón khách nào. Khách quan, các anh đi mấy người? Chỗ chúng tôi có con đường tốt nhất. Nhìn trúng cô nào tôi sẽ gọi tới cho ngài. Các cô gái, mau đi ra, mau đi ra. Hai vị mời lên lầu. Tiên sinh đi à, sao lại tới nhé? Được. Sao lại tới? Cô đi tiễn người ta đi. Nào, mời. Chính là căn phòng này. Người rời đi bao lâu rồi? Tên họ Triệu đó từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, chưa thấy về nữa. Có hai người khác tìm tới anh ta, đợi rõ lâu cũng không gặp được, xong cũng đi rồi. Giữ lại căn phòng này cho chúng tôi. Anh không được ra tay chỗ chúng tôi đâu đấy. Yên tâm đi, chúng tôi chỉ theo dõi anh ta thôi. Tạm thời sẽ không đánh rắn đồng cỏ đâu. Vậy còn tạm được. Tú bà, không được nói lung tung đấy. Yên tâm đi, tôi kín miệng lắm. Ngày đi tới đâu? Nói địa chỉ cụ thể với, để tôi còn biết dừng kiệu. Kêu ngươi dừng thì hãy dừng. Được. Đại gia xuống đây ngồi một chút đi. Hôm nay sao mà dáng khác quá nè. Từ từ thôi. Mộng Tường, cơ thể của cậu ổn không? Tôi vẫn ổn lắm. Nào, tới ngồi. Từ từ thôi. Vừa nhận được điện thoại của cậu, tôi và lão Tổng Bạch lập tức qua đây đó. Chúng tôi thực sự là không dám tin. Tôi muốn mau chóng trở về Sơn Đông. Cứ đánh tiếp. Quân đoàn 86 không còn là của tôi nữa. Cơ thể của cậu có ổn không? Tâm trạng của cậu chúng tôi có thể hiểu. Thương thế của cậu thế này có thể quay lại không? Viên đạn ngay bên cạnh tim, tạm thời không lấy ra, cố gắng thêm một chút chắc được. Tôi nhất định phải quay về. Quân đội là gốc rễ của quân nhân. Quân đội không còn nữa thì tôi còn cần mạng làm gì? Tham mưu trưởng Bạch, ngài yên tâm. Tôi nói không sao là không sao. Chuyên gia Mỹ vẫn chưa tới.
Thực ra thì Mộng Tường ở Trùng Khánh dưỡng thương so với ở Sơn Đông dưỡng thương cũng không khác gì. Đi rồi sẽ phải đánh Lâm Nghi, làm sao mà dưỡng thương được? Liễu Phi Vân tính toán trong lòng, làm sao có thể lợi dụng cơ hội điều chỉnh biên chế để dành thêm nhiều thời gian xoay chuyển cho cô giải phóng Sơn Đông? Nếu như có thể tạm thời dừng việc công thì Mộng Tường có thể dưỡng thương rồi. Như vậy thì Lão Tưởng cũng không thể phái quân Đông Bắc đến Sơn Đông được. Nhưng quân đoàn 86 sao có thể dừng lại được chứ? Thêm nữa Mộng Tường đi rồi cũng vô dụng. Nếu như Mộng Tường có thể quay về, vậy thì tôi có một cách. Quân đoàn 86 có thể điều chỉnh biên chế thành sư đoàn 86. Bộ Tổng Tham mưu mà đưa xuống một thông báo hội nghị điều chỉnh biên chế nữa thì Long quân chắc chắn sẽ tan tác. Vậy thì trận đánh đó sẽ không thể đánh tiếp được nữa. Nhưng trong lúc tác chiến thường thì thông báo sẽ bị thu lại. Chỉ cần có tôi, chỉ cần có thông báo hội nghị, tôi chắc chắn có thể cho hội nghị đó mở được. Có Mộng Tường ở đây sẽ khác rồi. Một khi dừng chiến công, quân Đông Bắc sẽ không có cơ hội tiến công nữa. Quân đoàn 86 sẽ được nắm chắc trong tay của chúng ta. Chỉ là hời cho quân Cộng sản Lâm Nghi rồi. Cái này không sao cả. Đợi chiến khu thứ 10 của chúng ta điều binh khiển tướng rồi mưu tính sau. Sơn Đông sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Quân Cộng sản nhỏ bé kia không đáng phải lo. Sau này rồi nói. Trưởng quan, người của cả bộ phận đều về hết rồi à? Còn mỗi lãnh đạo là cậu ở lại tăng ca. Trách nhiệm điều chỉnh biên chế nặng nề. Chuyện gì mà gấp vậy? Số liệu điều chỉnh biên chế quân đội cắt giảm quân số sắp bắt đầu rồi. Phải chuẩn bị trước cho chắc. Phải chú ý sức khỏe đó. Từ lúc cậu về tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa có thời gian nói chuyện đàng hoàng với nhau. Trưởng quan, tôi có việc quan trọng muốn báo với ngài. Ngài đợi một lát. Lương Đồng muốn lên làm sở trưởng sở chiến lược bộ tham mưu, thì việc lấy lại được tín nhiệm của Trần Thành đối với Lương Đồng mà nói là vô cùng quan trọng. Theo như sắp xếp của tổ chức, Lương Đồng giao bản chỉ thị viết tay của Hà Ứng Khâm cho Trần Thành. Tuy rằng đây có nghĩa là công khai mâu thuẫn với Tăng Quang Hy, nhưng đối với sự an toàn của anh ta mà nói, ngược lại lại là một chuyện tốt. Chuyện này tôi đã có dự cảm. Tưởng tiên sinh kêu tôi gọi cậu về. Tôi nói vụ án bên đó vẫn chưa giải quyết được, tạm thời không về được. Tưởng tiên sinh kiên trì muốn cậu quay về, tôi không tiện hỏi thêm nhiều. Quá ra là vì cái này. Lương Đồng à, xem ra bộ quân chính của chúng ta nhẫn nhục chịu trách nhiệm nặng nề rồi. Trưởng quan, việc ngài giao cho tôi đã làm không tốt. Chúng ta nhất định phải gánh tội danh này giúp Tưởng tiên sinh. Hơn nữa chúng ta còn phải chủ động kiểm điểm sai lầm của bản thân. Chủ động kiểm điểm. Đã rõ. Chỉ thị này có cần tiêu hủy không? Không. Giữ lại đi. Chắc chắn có ích. Nhưng tôi lo rằng Châu Phật Hải sẽ lợi dụng chỉ thị này trốn thoát trừng phạt của mình. Hán Giang thì vẫn là Hán Giang thôi. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính. Hiện giờ chỉ thị ở trong tay cậu, cậu không lấy nó ra thì Châu Phật Hải sẽ không có cách nào để lợi dụng nó để kiềm ép ai cả. Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa ra đề nghị với Tưởng tiên sinh, nhất định phải nghiêm trị tên Hán Giang này. Tôi có thể dùng chỉ thị này ngầm áp chế Tăng Quang Hy, để cậu ta trừ khử Tăng Phật Hải. Cách này hay đó. Tăng Quang Hy chắc chắn sẽ báo lại với Tưởng tiên sinh. Ngoài mà chúng ta dễ dờ giúp Tưởng tiên sinh gánh tội, rồi ngầm để Tưởng tiên sinh biết, chúng ta đều biết rõ ràng. Bộ quân chính của chúng ta không phải là vô năng.
Bộ Quốc phòng sẽ phải tái tổ chức. Cậu có đức dùng võ rất lớn đấy. Cảm ơn trưởng quan chỉ bảo. Cục trưởng Tăng, tôi là Châu Phượng Hải. Triệu Hằng Hiên lại chạy đến chỗ tôi rồi. Tôi nghĩ tôi phải nói với ngài một tiếng. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi gặp hắn ta. Vậy tôi lúc nào cũng chào đón ngài. Mẹ sắp đi ngủ rồi, muốn anh qua đó sao báo một chút. Được. Khốn kiếp, không có thứ nào ra gì. Tên khốn nạn đều muốn ta chết đi mà. Không có tên nào ra gì. Mẹ, đều là lũ khốn kiếp. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì. Mấy đứa đều ở đây hết làm gì vậy? Mấy đứa đi hết đi. Mẹ muốn đi ngủ. Đi đi, mẹ muốn đi ngủ. Mẹ phải đi ngủ rồi. Đi hết đi. Đi đi. Mã Hiểu Dũng, phó quan quân đoàn 86, đảng viên ngầm của Trung Cộng. Quân trưởng, tôi đem đồ xuống trước. Lát nữa sẽ lên giường ngày. Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ tiễn anh ấy lên xe. Dân, tôi đợi ngày dưới lầu. Mộng Tường nhờ vào cậu đó. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho anh ấy. Dân, phu nhân cứ yên tâm. Võ Mộng Tường vì khống chế quân đội ngăn cản tấn công vào khu giải phóng mà không màng tới vết thương đau đớn, gánh vác trọng trách trên vai, quay trở lại Sơn Đông một lần nữa. Có gấp tới đâu thì cũng đâu cần gấp tới thế này. Tối nay không đi thì sẽ không đi được nữa. Bí thư biết chắc chắn sẽ không để anh đi. Quân đội quan trọng đến vậy sao? Anh không ở đây, em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Em không muốn một mình đợi anh ở nhà. Em muốn cùng anh đi Sơn Đông. Anh cũng muốn ở nhà bên cạnh em. Đi đi, em tiễn anh xuống dưới. Trùng Cánh, nơi ở của Châu Phượng Hải. Ôi giời,
Cục trưởng Tăng đại giá quang lâm. Đại giá quang lâm. Tôi không thể ra cổng đón tiếp. Trong lòng thật sự rất áy náy. Lúc này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xung quanh đều là tai mắt. Anh ở đây là chuyện cơ mật. Nhưng anh yên tâm, các anh em sẽ chỉ canh gác ở bên ngoài, sẽ không có ai làm phiền anh đâu. Anh cứ thoải mái đi. Cảm ơn cục trưởng Tăng. Bên phía Tưởng tiên sinh có tin tức gì không? Vào trong rồi nói. Tình hình đàm phán của hai đảng quốc cộng chắc hẳn anh đã đọc được trên báo rồi. Cộng sản đảng đã đưa tên anh liệt vào trong đó rồi. Bọn họ một lần nữa nhấn mạnh phải trừng phạt Hán Giang. Thế nên bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Tưởng tiên sinh cũng không tiện để gặp anh cho lắm. Đương nhiên anh cũng không cần phải lo lắng gì. Có một vài chuyện chính là như vậy, cứ kéo dài rồi sẽ có cách. Tôi vẫn phải nhấn mạnh một chút, có cần gì anh cứ việc dặn dò, nhưng tuyệt đối không được ra ngoài, không được tiếp xúc với bất kỳ người nào, bao gồm cả gọi điện thoại. Tôi nhất định sẽ làm theo lời anh. Bức thư của Hà trưởng quan có liên quan đến chỉ thị về chuyện bạc nén kia. Hiện giờ đang ở đâu? Tôi đã để ở một nơi an toàn rồi. Anh đem nó tới Trùng Khánh. Vị khách ở chỗ này ở đâu rồi? Học được trà đạo rồi à? Nhìn có vẻ khá tốt đấy. Tôi thử xem. Ở đây ăn ngon uống ngon, lại còn an toàn. Cậu biết tìm chỗ ghê đó. Dưỡng thương thế nào rồi? Cậu tự ý ra tay với Lương tướng quân, không sợ tôi truy cứu trách nhiệm mà? Cậu làm vậy sẽ phá hỏng việc lớn của tôi mất. Lớn như anh ta là cộng sản đảng, phía sau anh ta còn bao nhiêu là con cá lớn nữa, cậu có biết không? Cá lớn còn sống tốt hơn tôi. Anh là anh cả của tôi đó. Nguồn gốc của chuyện này thế nào anh hiểu rõ nhé? Tôi bị quan anh có biết không? Tôi vẫn luôn dốc sức cho quốc dân đảng. Chẳng lẽ tôi chết đi thì thiên hạ này sẽ thái bình sao? Cái mạng què này cho anh đó. Đứng lên. Nghe đi, tôi trước giờ chưa từng rời bỏ cậu. Cho tới hôm nay, cậu vẫn là đồng chí của chúng tôi. Đại ca,
Gần đây, bên chỗ của Lương Đồng, cậu đừng có hành động kinh suất, tránh cho đánh rắn động cỏ. Tôi đã có một sắp xếp, không biết có tính là hành động kinh suất không, đánh rắn động cỏ hay không. Nói đi. Vợ của Lương Đồng là Dương Tố Nhã, tham gia vào nhóm học tập Đảng Cộng sản. Có thể bắt cô ta lại. Tiếp tục. Nếu như nghi ngờ Lương Đồng có hiềm nghi là Đảng Cộng sản, bắt được Dương Tố Nhã sẽ có thu hoạch lớn hơn. Hơn nữa thẩm vấn Dương Tố Nhã, Lương Đồng có khổ cũng không nói được. Tôi từng nói cậu có thể học nho giáo mà. Chuyện này có thể làm. Chú ý hay. Tôi sẽ đích thân đi làm. Cậu giúp tôi đi làm một việc mà tôi không thể ra mặt. Việc gì? Tôi đã sắp xếp cho Natashi tới Trùng Khánh rồi. Tới là vì Milani. Cậu sắp xếp người ngoài tổ chức đi bắt cóc Milani, bắt cóc trợ lý của đại sứ quán Mỹ. Thân phận tội phạm bỏ trốn của tôi đúng là rất thích hợp nhỉ. Không thể có bất kỳ dính líu nào tới quần thống. Đây là vấn đề ngoại giao. Vậy tôi cần lộ phí. Tôi không thể cho cậu. Không thể bị nắm bất kỳ thóp nào. Đây là một cái mỏ. Còn không đủ cho cậu sao? Giao lưu với Hán Giang không cần nói đến tình cảm. Cậu tiếp tục sống ở đây, giúp tôi tìm một tập tài liệu. Tài liệu? Tài liệu gì? Thủ dụ của Hà Trưởng Quan giao cho Châu Phật Hải về thuyền bạc nén. Người rút cuộc đi đâu rồi? Cậu đi làm việc đi. Võ Mộng Tường lại xảy ra chuyện gì? Tối qua Võ Mộng Tường đã âm thầm đi ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy về. Bệnh viện đang tìm sốt ruột đây. Đã tìm ở nhà chưa? Gọi điện thoại rồi. Giờ anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Quản gia trong nhà nói tối qua anh ấy có về nhà, nhưng lại không ở nhà. Thằng nhóc này què quạt vậy thì chạy đi đâu được chứ? Tăng Qua Hy sắp tới rồi. Anh ấy đã phái người đi tìm rồi. Tới rồi. Mộng Tường đã về Sơn Đông rồi. Cái gì? Anh ta mang theo vết thương đó về Sơn Đông làm gì? Lão bàn, tối qua Võ Tướng Quân có kêu chúng tôi sắp xếp máy bay. Anh ấy phải bay về Sơn Đông trong đêm. Bây giờ e là đã tới quân đoàn 86 rồi. Vết thương của anh ta lành chưa? Pháo quan vẫn luôn dìu anh ấy. Tôi tưởng rằng anh ấy khỏe rồi. Tôi còn biết là anh ấy chạy từ bệnh viện ra. Võ Mộng Tường này không cần màng nữa hay sao? Anh ấy nói chuyên gia Mỹ không thể tới ngay được. Đợi ở đâu cũng là đợi. Tạm thời anh ấy không chuẩn bị làm phẫu thuật. Đang dính gọi ở trong cơ thể. Sau này để lại di chứng sẽ phiền phức lắm đấy. Mộng Tường về Sơn Đông là muốn tìm Đảng Cộng sản để báo thù. Quân tự báo thù 10 năm chưa muộn. Tôi có khuyên anh ấy thế nào cũng không được. Quân 86 là quân đoàn mới thành lập. Vị trí này có nhiều người nhắm vào. Bây giờ anh ấy không trở về, sau này e là khó quay lại được. Mọi người đều biết quân đội là bản mạng của chúng tôi. Mộng Tường muốn về Sơn Đông, sợ là khó mà ngăn cản được. Sơn Đông là căn cứ cũ của Đảng Cộng sản. Tôi sợ là Mộng Tường đi lần này, vết thương cũ chưa lành, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy người chúng tôi đều là bạn đại học, quan hệ cũng vẫn luôn khá tốt. Mọi người nghĩ cách xem. Nói thật, tôi là muốn anh ấy quay về đó. Quân 86 ở trong tay Võ Mộng Tường, tôi cũng yên tâm. Nếu như trận chiến này không đánh cũng được, đổ một chỗ dưỡng thương tôi. Nhưng bây giờ anh ấy mang theo thương tích liều mạng với Đảng Cộng sản, quả thực rất nguy hiểm. Sao có thể không đánh được chứ? Chắc chắn phải đánh. Quốc cộng xung đột dữ dội như vậy, bí thư cũng đã hạ quyết tâm rồi. Không, đàm phán quốc cộng vừa mới kết thúc, xung đột này cũng không thể quá lớn. Tưởng tiên sinh sẽ không đưa ra mệnh lệnh rõ ràng. Thêm nữa, hiện giờ mọi người đều bận rộn điều chỉnh biên chế, ai còn có tâm tư đánh giặc nữa chứ.
Nghe nói quân 86 đã bị điều chỉnh thành sư đoàn 86. Đúng, sắp điều chỉnh biên chế rồi. Thông báo điều chỉnh biên chế sắp được đưa xuống dưới. Thông báo hội nghị điều chỉnh biên chế sắp được đưa ra, Long quân chắc chắn sẽ tan tác. Trận chiến này chưa chắc đã đánh được. Mông Tường đi là muốn báo thù. Thông báo này đưa đưa xuống cũng sẽ bị thu lại. Mọi người thấy thế này được không? Giam phòng tham mưu trưởng của các anh cứ đưa mệnh lệnh của các anh. Bên tôi sẽ tìm thêm các cán bộ cũ ở tập đoàn quân chính Quảng Tây, để mọi người xem điều chỉnh biên chế thế nào rồi nói sau. Tôi lại có một cách này. Mộng Tường trở về quân đoàn 86 là sẽ bắt đầu điều chỉnh biên chế. Anh ấy ở đó cũng không đến mức điều chỉnh anh ấy. Có quân đội trong tay, vì việc cộng lúc nào cũng có thể làm, không nhất thiết phải lúc này. Mở hội nghị điều chỉnh biên chế, về bên phía văn phòng tham mưu trưởng cứ đem xuống một thông báo điều chỉnh. Lương Đồng, vậy bên anh tôi sẽ đưa thông báo điều chỉnh biên chế này xuống sớm hơn. Được, làm vậy đi. Vậy chúng ta ai làm việc nấy đi. Tính toán của Liễu Phi Dân đặt lên miếng thịt béo Sơn Đông. Sự tồn vong của quân đội Đảng Cộng sản ở Lâm Nghi Sơn Đông ảnh hưởng một cách kỳ lạ tới dự tính riêng của tập đoàn quân chính Quảng Tây có liên quan với nhau. Ngoài mặt Liễu Phi Dân trước giờ chưa từng nhận mình là người của quân chính Quảng Tây, trên thực tế lại giúp quân chính Quảng Tây khắp nơi. Đây là cục diện có thể lợi dụng. Lương Đồng quyết định thuận nước đẩy thuyền, đang thông báo hội nghị điều chỉnh biên chế. Chỉ cần quân đoàn 86 ngừng tiến công thì quân đội Cộng sản Đảng ở Lâm Nghi sẽ có cơ hội điều chỉnh. Lưu Phó Quan, cậu tới đây một chút. Lương tướng quân, đưa thông báo hội nghị điều chỉnh biên chế xuống dưới. Dân. Việc Võ Mộng Tường bị thương và hành động sau khi bị thương khiến Lương Đồng có chút nghi ngờ. Võ Mộng Tường không cần cả tính mạng cũng phải quay về tiền tuyến. Rốt cuộc anh ta đang có ý đồ gì? Lương Đồng ngầm cảm thấy Võ Mộng Tường là người cùng đường, đang đi về phía mình. Anh ấy không nói rõ được là tại sao đột nhiên lại nảy sinh suy nghĩ này. Sơn Đông, Lâm Nghi. Trận này đánh không nổi rồi, sĩ khí quá thấp. Bên này vừa mới đánh trận, thông báo họp giám cấp cũng tới liền luôn. Đây là chuyện gì chứ? Quân đội của quân Quảng Tây chúng ta chẳng lẽ không phải là con ruột sao? Đúng đó, chẳng phải là con ruột sao? Đúng đó. Truyền mệnh lệnh của tôi, dừng lại mọi hoạt động quân sự, toàn quân giải tán, chuẩn bị điều chỉnh biên chế. Nhưng Lâm Nghi mà có cơ hội nghỉ sức rồi thì chúng ta muốn giành lại cũng khó đấy. Trận chiến này đợi đến sau khi điều chỉnh biên chế xong, sau này ai đánh tới trận này còn chưa biết nữa. Danh không chính, ngôn không thuận, giáng cấp cho các anh em lập được công, ông đây không làm việc tất đức như vậy. Nghe theo quân trưởng. Không đánh nữa, không đánh nữa, không đánh nữa, không đánh nữa. Trùng Khánh, Bộ Quân Chính. Đây là một số ý kiến của tôi đối với việc điều chỉnh biên chế. Tôi sẽ xem xét ý kiến của mỗi một người. Điều chỉnh biên chế là việc lớn của đất nước. Công bằng, công chính, minh bạch. Yêu cầu của chúng tôi sẽ không quá đáng. Thứ tôi nói thẳng, có lúc vấn đề mọi người suy xét sẽ không giống nhau. Với kiến giải của tham mưu trưởng Trần, công bằng, công chính, minh bạch thế nào mới là công bằng, công chính, minh bạch thực sự? Vậy thì phải xem góc độ suy xét của mỗi người như thế nào đã. Anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Nếu không mọi người sẽ rất mơ hồ. Tôi đương nhiên là lấy góc độ suy xét của Tưởng tiên sinh làm tiêu chuẩn duy nhất. Anh có ý gì? Đưa Tưởng tiên sinh ra
là để chặn miệng chúng tôi hay sao? Tôi đương nhiên sẽ không đứng trên góc độ của quân chính quy của anh Tây để suy xét vấn đề rồi. Vậy anh giải thích một chút, sư đoàn của Châu Ứng Khôi rốt cuộc là sao? Có phải tôi giữ hết quân đội của quân Quảng Tây, anh mới không có ý kiến hay không? Ở đây không chịu nói đạo lý, vậy tôi sẽ đi tìm chỗ biết đạo lý. Tùy anh muốn đi đâu thì đi. Nhìn kỹ đi, đừng có nhận nhầm người. Gian thứ hai của lầu hai bên trái, căn hiện đang kéo đèn đó. Tôi chuẩn bị xong sẽ ra tay, bắt cô ta rồi trông giữ đó, đợi tôi tới. Phải nhanh chóng đó. Không thành vấn đề. Quân đoàn 18 của chúng ta được biên chế lại thành sư đoàn 11. Cả số hiệu cũng không giữ lại cho chúng ta. Tôi nghĩ không thông. Anh không cần nghĩ không thông. Bây giờ tham mưu trưởng Trần đang đứng đầu sóng ngọn gió. Chúng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Tham mưu trưởng, quân đoàn 18 chắc chắn phải có hy sinh cần thiết. Nhưng nguồn quân của quân đội Cộng sản bây giờ đã được đảm bảo rồi. Toàn là lão binh được huấn luyện căn bản. Tôi nói với cậu, chúng ta cắt giảm quân là vì quân khố trống rỗng, nhưng quyết tâm tiêu diệt quân đội Đảng Cộng sản trước giờ vẫn chưa thay đổi. Hay Lê cho rằng chính phủ Trung Quốc hoàn toàn có năng lực khống chế cục diện, chống được nội chiến. Ông ấy còn nói chúng ta hoàn toàn có thể dứt bỏ được sự ỷ lại vào Liên Xô với hiệp ước JETA. Mỹ và Liên Xô hy vọng Trung Quốc nội chiến, nhưng trên thực tế bọn họ lại thúc đẩy Trung Quốc nội chiến. Bọn họ vì muốn bảo vệ quyền phát ngôn trong chính phủ Liên Hiệp Quốc của họ. Cộng sản đảng của Trung Quốc sẽ không buông bỏ quân đội của họ đâu. Báo cáo, Trung Quý Mát tới rồi, mời vào. Lương tướng quân, lâu rồi không gặp. Tôi nhớ anh chết mất. Mát, được rồi, nói một chút về tình hình đi. Vâng. Tư lệnh Đỗ Lộc Minh đã nhậm chức ở Đông Bắc, sẽ lập tức tới Đông Bắc để bàn bạc với Liên Xô tiếp nhận chủ quyền lãnh thổ Đông Bắc. Nhưng ngay lập tức phát hiện quân Liên Xô đã rút toàn bộ khỏi Đông Bắc. Quân Liên Xô rút lui. Tư lệnh Đỗ Luật Minh kiến nghị với Tưởng tiên sinh muốn tiếp nhận không dùng vũ lực, không thể giải quyết được. Bây giờ phải nhanh chóng điều động binh lực do quân chủ lực Mỹ yểm hộ, từ Hồ Lô Đảo tới Danh Khẩu thì cưỡng chế lên bờ. Tưởng tiên sinh đã đồng ý rồi. May mà chúng ta đã có phương án dự phòng từ trước. Lương Đồng, kế hoạch đổ bộ Đông Bắc của cậu sẽ sắp được thực thi rồi. Hải quân, không quân của chúng tôi đã sắp xếp xong, có thể cung cấp lực lượng vận chuyển giúp các anh đổ bộ bất cứ lúc nào. Được. Lương tướng quân, nói một chút về kế hoạch đổ bộ của cậu đi. Vâng. Đội tư lệnh chỉ huy quân đoàn 13 và quân đoàn 12 bây giờ có thể tấn công mạnh mẽ ở phía Du Cẩm. Họ có thể chiếm lĩnh được điểm hải quan Sơn Hải này trước khi Liên quân Dân chủ Đông Bắc tới nơi này. Sau đó chia binh thành hai hướng, tiến công về phía Tuy Trung. Bọn họ có ý gì chứ? Còn như vậy ông đây cũng sẽ không làm nữa. Làm gì không biết. Đúng đó. Cậu nói xem, nhiều quân nhân như vậy, nói chỉnh đốn là chỉnh đốn. Bát cơm cũng mất rồi. Bọn họ làm lính có thể làm gì được chứ? Sinh hoạt thôi cũng là một vấn đề khó rồi. Trạm trưởng, sao anh nói mất tích liền biến mất vậy? Không phải tôi nói xuất hiện là xuất hiện đây sao? Nói cho cậu biết, Tăng Quang Hy kêu mấy cậu giám sát Lương Đồng, nói cho tôi biết là mật báo. Bây giờ tôi tới Trùng Khánh, chắc cũng nên được biết rồi chứ? Chỉ có người mình được biết thôi. Trạm trưởng, gần đây sức khỏe của anh vẫn ổn chứ? Vẫn khá tốt. Tôi phải tỉnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt mới được. Các cậu phải tiễn tôi một chuyến. Chúng tôi đang trực ban mà. Tôi không ra tay, ai dám động vào Lương Đồng chứ? Không sao, Lương tướng quân phải làm một lúc nữa mới ra cơ. Tiểu Quách, lái xe đi. Lái xe đi.
Được rồi, dừng. Tới đây là được rồi. Quách Dĩ Chương, cho này. Anh em tốt, anh em tốt cùng tôi phát tài. Để tôi dắt Kỳ Kim Chủ đi. Các cậu đi đi. Đi đi. Đi thôi. Milani, tôi tới Trùng Khánh rồi. Mát, anh đang ở đâu? Cô đoán xem tôi đang ở đâu. Tôi không bắt cô đoán nữa. Không, cô lại nói tôi rẻ con. Tôi đang ở văn phòng của Lương Tướng Quân. La Hạo Bân kêu Lương Đồng sắp xếp cho mình gặp Milani. Nhưng Lương Đồng hẹn mấy lần đều bị Milani từ chối. Lương Đồng đoán Milani không thể chắc chắn thân phận lúc này của mình. Dù gì thời gian của 20 năm có thể thay đổi một người rất nhiều, rất nhiều. Nhưng có một người Milani tin tưởng. Lương Đồng nghĩ ngay tới Mark. Xảy ra chuyện rồi thủ nhân. Chuyện gì mà quảng hốt vậy? Không phải chứ, nói đi. Lương Đồng không thấy đâu nữa. Cậu nói cái gì? Tìm hết một lượt trong ra ngoài chưa? Tôi tìm hết một lượt luôn rồi. Lên xe. Tới nhà anh ta, nhanh. Tôi lại tới đây. Anh từng tới đây sao? Milady từng dẫn tôi tới đây. Lương Tướng Quân, ông Má tiên sinh, quan nghênh, quan nghênh. Tôi thích ăn móng mì gà của ông lắm. Tiểu thư Milani vẫn chưa tới. Lần trước Milani đưa tôi tới đây một lần. Chỗ này khiến tôi rất nhớ. Tốt. La tiên sinh cũng đã ở trong. Vậy sao? Vậy chú dẫn Mát tới phòng của chúng tôi đi. Tôi đi chào hỏi một tiếng. Được, nào, mời. La tiên sinh, trùng hợp quá, anh cũng tới đây ăn à? Đường trưởng quan, hẹn gặp một người bạn. Nhận được điện thoại của anh là tôi lập tức tới đây. Chỗ này hẳn là an toàn. Milani sẽ tới đây ngay thôi. Được, tôi sẽ gặp mặt cô ấy ở đây. Hôm nay vận may của tôi khá tốt. Cái đùa ở phía sau không thấy đâu nữa. Tôi gặp cô ấy xong sẽ đi ngay lập tức. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau. Được, gặp nhau sau. Gặp nhau sau. Xuống xe. Đi vào. La tiên sinh,
Ngài đã đợi cả buổi rồi. Người bạn kia của ngài chắc là không tới ngay được rồi phải không? Tôi có chuẩn bị cho ngài một bát mì lót dạ trước. Được. Lão đại, có chút sai sai, tới bây giờ vẫn chưa xuống nè.